Nhấn đăng ký ngay kênh XTV Gaming để xem bọn mình livestream nhé. 비비비비비비비비 아유, 아 루키였으면 잡았다 이거. 아, 아, 개쓰레기잖아 이거. 아 뭐야 이거 왜 눌러? I hate you. Guys, please. My W ran out because of Rezogas. Austin, what are you? 아 누누 아이디가 드리프트 기능성. 야 누누만 봐야봐 누누. 누누만 하는 사람인가? 1레벨 인베이드 가야지 누누 이거 국룰이지. 야. 오. Dude. Still there? I mean, I'm okay with boosting his account if I could see at the table like this. This is awesome. What the fuck? Oh, that's weird. I clipped that after, that's funny as shit. Okay, nice. Bò chạy đến, hất tung 5 người im địch. Cá chê thấy nguy hiểm nuốt Yasuo vào. Cá chê nhả Yasuo ra. Malphite lao đến hất tung 5 người im địch. Một lần nữa Yasuo bị Manzer Hà khống chế. Yasuo chọc, Yasuo lại chém. Yasuo lao vào cứu bò. Yasuo chạy đi vì tim bạn còn nhiều máu. Calista kéo Yasuo về. Yasuo thấy cơ hội bay vào hất tung 5 người. Sau đó ultimate Hasani. Yasuo chém 1, chọc 2, chém 3, chọc 4, chém 5. 5 người team bạn lên bảng, Yasuo được Pentakill, Twisted Fate bị Master Yi truy đuổi diệt tận, Twisted Fate đánh hạt thông đổ ấn đồng hồ cát, Master Yi bay xuống hang dòng nước, Master Yi hồi máu, Twisted Fate ném bài vàng, Twisted Fate dùng ultimate bay xuống trước cửa hàng rồng đời con mồi lên bảng, Master Yi bị kẹt ở hàng rồng, Master Yi mất phương hướng, một bên thì bị rồng đánh, một bên thì bị kẻ địch đi truy sát lại, và cái kết như chúng ta đã biết, Master Yi lên bảng vì rất quá nhiều máu. Phóng một con mắt phát hiện con mồi, 5 người liền truy đuổi Yasuo. Họ truy đuổi theo sát Yasuo đến tận hang rồng. Yasuo nhanh trí đánh hạt thông đổ bay xuống hang rồng nấp đợi kẻ địch lao xuống. 5 người tin địch không nghi ngờ gì tốc biến bay xuống dính phải bẫy của Yasuo. Yasuo tốc biến lên, khi thấy tin địch bị rồng hất tung, Yasuo bay vào ultimate cả tin địch. Yasuo lượt 1, 2, 3, lướt lên trên hang rồng lại là lướt bay xuống, và cứ thế cả 5 người được về vựng đá cổ một cách nhanh chóng. Phát hiện team bạn đang ăn trộm 3 giòn. Echo đứng núp vào bụi cây phía trên chờ đợi cơ hội. Cơ hội đến, Echo di chuyển bay xuống hang cướp con 3 giòn. Trong sự ngỡ ngàng của 5 thành viên team địch, mọi thành viên team địch cay cú ra tay đánh trả Echo, nhưng Echo chọn cách như về bệ đá cổ, sắm sửa cho mình những món đồ hiệu xa xỉ, sau đó quay lại đánh trả cả 5 tên. Với những món đồ quá mạnh, Echo đánh 1, đánh 2, đánh 3 từng tên phải lên bảng điểm. Team địch tan rã, Echo được Pentakill, quả là một cái kết có hậu. Darius quay tay đuổi theo kẻ địch hút máu, truy đuổi ra bờ sông, vô tình bị dính mũi tên choáng của Asin. Malphite đuổi lòng tham quay lại vết máng. Darius nhân cơ hội quay tay, Malphite lên bảng trong một nốt nhạc, và cứ thế Darius càng quét những gì còn sót lại. Twisted Fate bay đến ném bài vàng tốc biến bỏ chạy. Rex truy đuổi Kaza, dù đã chạy vào trụ bảo vệ những Kaza cũng không thể nào sống được dưới khẩu súng shotgun. Rex tốc biến qua tường lướt trừng phạt vào 3 con sói. Rex Suti đẩy lùi mình tốc biến tiếp cận đối phương. Lee Sin tốc biến đá bay gas. Rex nhanh tay rút súng bắn một hit Lee Sin lên bảng. Kazai bay lên cũng một hit nằm luôn. Thấy hai đồng đội đã nằm, hòn đá tảng cũng lao vào trả thù, những cũng một hit là nằm. Rồi hai đồng đội cuối cùng cũng lao đến. Vu Awakening Surface cũng đều lần lượt ra đi bốc hơi trong một nốt nhạc. Ở một diễn biến khác, Darius đuổi theo Vinh. Vinh thắp máu ném mũi chói chân Darius. Coffin dùng Udyr đánh bay Darius về hàng rồng. Darius thắp máu, đánh vào rồng để hồi máu. Tưởng chừng như có thể sống sót và ăn được con rồng, nhưng đời không như mơ. Ulti của Kaza đã kéo đi một lượng máu của Darius. Chưa được bao lâu thì dẫm bẫy của Teemo. Quá tam ba vận, Darius bị dính ulti của Jinx, chết và mất luôn cả. Nemesis, go! Get it! Elise's gonna be here somewhere. Cover, cover. There she is, there she is. Go, Nemesis, go! Yeah! Nice! Easy game. What the fuck is this stupid shit? Oh my god, Dazzy. Dazzy! You got Dazzy! Oh my god! Die rift. Dat was met die rift. Ja, dat was met die rift aan mij. Dat moet echt een replay van hebben. Гы, блять, о, Рамос. Любитель кала. Бля. Иди нахуй, пожалуйста, все, мне пиздец. Меня убили. Я очень рано кушак ржал. Да. Так, Игорь. Давай, давай! Ебать! Давай! Не, не успею. Успеешь, давай! Давай, 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 давай. Бля, кек. Кек.